như tôi chiều các em quá, các em quên subscribe channel của tôi rồi đúng không hả?
the cool. Hey yo, motherfucker, get your feet hung on home. Let's go. Anh Hoàng Quang ơi, em chỉ nói với anh một câu này thôi. Em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa, nếu như có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận. Bởi vì anh biết, ra xã hội là mà bươn trải. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận.